mà con chú lo đại gia đình của Chánh cho gia đình đẹp nha. Ngày hôm nay là Chánh sẽ dẫn anh và bác ba đi tham quan thử cái công trình khá là cái cánh đồng bí ngô ở bên đây nè cả nhà. Ở đây là thường tới cái ngày lễ Halloween thì người ta sẽ thường tổ chức những cái này ở những cái nông trại hay là những cái thành phố, người ta sẽ tạo ra những cái cánh đồng bí ngô này để cho trẻ em tới đây vui chơi chụp hình về cái ngày Halloween. Đây, thấy nha, mình thấy không? Những cái trái bí ngô này là tượng trưng cho cái ngày Halloween ở bên Mỹ á bác ba. Có những trái bự lắm bác ba, có những trái rất là bự, khổng lồ luôn. Giờ mình sẽ dắt bác ba vô để tham quan cho bác ba biết Halloween bên đây người ta trang trí lễ hội. Đây anh chơi đây lần nào mà đi ra. Thích không? Giờ là bác ba còn đi Halloween chứ xíu nữa là chiều nay là đi ra sân bay về Việt Nam rồi đó ông bà cô chú anh chị ơi. Cái mai bác ba về Việt Nam rồi. Dạ. Cái mai có mặt ở Việt Nam rồi. Mai là bác ba có trải nghiệm về cái lễ hội đặc biệt. Một cái lễ hội ở Mỹ, đây là một trong những lễ hội lớn phải không con? Dạ đúng. À nên là coi như là bác ba tham quan à, để mà biết được cái lễ hội đó như dạ. Thế nào. Ở đây người ta cũng bán bí rồi bác ba. Dạ không có bán vé bác ba. À, quá trời bí ngô luôn. Trời ơi, có nhiều trái bí nó to đùng luôn kìa anh. Dạ. Đi đây bác ba ngồi chụp đi trái bí luôn. Trời trời trời. Trái bí không? Trái bí rồi đồng sao bị bung cho nổi ta. Wow. Có những trái bí nhỏ nè. À, từ nhỏ tới lớn sắp sẽ xây cho nó. À, có một cái bát kia là cung trùng khai là làm trái bí. Kìa bác ba người ta chở đi kìa bác ba. Lấy cái đồ khoét ở đây đó. Nghe không bác ba ha? Ồ, hay quá. Cái trái bí là một trái bí nữa thôi. Cái bí này thử rơm. Có rơm đó. Báo báo báo. Wow, quá trời được chơi luôn kìa. Tức là con hiểu không? Cái đây là mỗi cái farm là người ta họ làm ra mỗi cái gian hàng của người ta như thế này đúng rồi. Ra được người ta đem bí của người ta trưng. Dạ đúng rồi, người ta chọc bí này để người ta bán cho cái mùa Halloween là đúng rồi. Tức là ví dụ như bây giờ cái farm này đang làm bán trưng bày như thế này. Ai muốn mua là phải mua. Đã tính tiền thôi kia. À bác ba để ý cái bí ngô bên Mỹ nó rất là đẹp nha. Những trái này bác ba thấy không? Nó cứng ra, sao nó cứng nát vậy? Cứng gì hả? Không có giống trái bí đỏ ở Việt Nam mình hả? Trái bí đỏ ở Việt Nam mình nó màu xanh. Đúng rồi. Trái bí đỏ ở Việt Nam mình nó màu xanh. Nó xanh, chỗ này nó căm lè luôn nè. Nó xanh nhưng mà nó có những cái đốm trắng nữa. Dạ. Chứ không phải là như đó. Nó đỏ như cái này. Bác ba khiêng cái đó lên nổi không bác ba? Hả? Bác ba khiêng nổi không? Nổi cái đây thì là nổi. Mấy trái này thì tổi nè. Thấy ít mẹ ăn lắm, thấy người ta ít ăn lắm. Đa số dùng để trang trí với lại dùng để làm bánh nè. Cái này không ai thấy, không ai nấu súp nấu canh gì hết. Có những bức ba này rất là nhập nhiên. Mấy cái trái bí này thì nếu mà coi như là đem về để mà coi như là mình nấu canh thì sao mà ăn cái trái bí này nở có thấy không? Nè. À, vô nhà. À, mấy trái này bự ghê chưa? Mấy trái này dính cái bí. Cái mấy đó mấy bí nhà mắt. Nhưng mà cái màu nó cũng khác luôn. Nội cũng khác luôn. Cái màu đẹp nhất. Mà nó nhìn xanh xanh như lên lại. Không có rồi, không có thấy. Lạ ghê chưa bác ba? Có làm gì, cái này nó cũng trồng ra tự nhiên đi chứ đâu có bán mà. Con nghĩ là phải có lai tạo gì chứ ra đó cái màu ma bồ vậy được ta. Cái màu mà nó lên đẹp ghê ta. Đẹp quá hả? Tiền trái này nè. Dễ thương thiệt. Bác ba thấy chứ bác không? Wow, lạ. Ồ, trái bắp dễ thương quá ta. Ồ. Nè, trái bắp nè. Trái bắp lạ quá. Lạ ghê ta. Giống này lạ quá con. Phải không? Nhỏ mà đẹp ghê không? À. Này dễ thương quá ba.
mình không... Biết ngô nào đó anh? Ngô này. Không hiểu rồi. Cái này nó làm như là bữa tiệc bí ngô hả bác ba? Cái gì specialty gì small là 12 đồng hả? Là 17 đồng hả ta? Cái này là 4 đồng nè bác ba. Cái này là 4 đồng, người ta có để giá hết luôn, ở đây là người ta bán. Nè bác ba ơi, như mấy cái trái này cũng 4 đồng nè. Cái đó 4 đồng. Cái lộn này là gì? Tiger. Dạ, cái đó là bí ngô Tiger. Đúng rồi, con lấy ở đâu rồi con để lại chỗ đó cho người ta nha. Small là 12 đồng. Cái là 17 đồng. 17 đồng mà con nghĩ là... Ấy, mini pumpkin này là 1 đồng 1 trái nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là 1 đồng 1 trái nè, mini nè. Cái này là về để trang trí, còn con nghĩ là cái trái bự này nè. Trái bự đó chắc. Ở đây là cái bộ đồ nghề mà để làm bí. Là bánh nào đâu anh? Bánh đâu? Đúng rồi, kia tí nữa qua ngoài kia mua cho bác ba ăn. Mỗi thứ một chút cho bác ba cảm nhận. Làm từ cái trái đó đó. À, tức là sản phẩm của trái bí đây. Dạ đúng rồi. Gặp cũng kinh pha. Bác ba thử đi. À, để thử. Để thử từ từ thì đây. À, để bí đây. Rau để đây ông nội. Ok, ngon con. Ok bác ba. Ngon con. Nè, đang bảo đút con này. Nè. Nè. Ăn được không bác ba? Ngon ngon. Nó làm từ trái bí cái bí ngô này ra nè. Đó, em muốn thử không em? Ngon lắm. Ngon. Mỹ mà người ta thấy rất là ăn ngọt. Chế biến. Bí này đã chọn với xin cho mình đó. Quế bác ba. Đúng rồi. Bác ba, bác ba nghe mùi quế không? Nghe mùi quế. Chứ quế bên này người ta thích lắm. Nghe mùi quế thì hình như cái bí này nó trộn với quế để nó sản xuất ra cái bánh này chứ. Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải trong cái bản chất cái này là không có quế đâu. Bột quế á. Bột quế đúng rồi. Cái bánh thì họ chế biến con biết sao không? Dạ. Và chế biến ở dưới này hình như là bác ba thấy một cái loại bột gì đây, bột mì hay cái bột gì dưới này nó làm cái da đó con biết không? Dạ. Nghe rồi ở trong này đó tức là cái là bí, trong này là bí. Bí nhưng mà có đường nè, có bột quế nè. Thấy không? Rồi hình như là có sữa trong này nữa, sao sao đó. Nó béo. Nhưng mà bác ba nói là phải ăn kèm theo cái bánh nó luôn thì nó mới ngon. Đúng rồi. Đúng. Tức là cái bánh này nó có biết sao người ta nướng cả một cái bánh này, cái lớp da ngoài này. Dạ. Đây nếu mà mình lát ba mở nó mình ăn ở trong không á là nó chưa đầy đủ. Nó chưa đầy đủ cái thưởng thức được tất cả những cái hương vị của cái bánh. Dạ. Đây phải cần ăn luôn cái da. Nhưng mà không biết cái bánh này là mấy đồng cơ? 5 đồng bác ba. 5 đồng một lát bánh này. Dạ. À, 5 đồng lát bánh này. Đông lắm luôn nè cả nhà ơi. À. Mà ở đây người ta tới người ta vừa chụp hình nè, rồi người ta vừa mua bí để mang về trang trí nhà Halloween nữa. Nhiều bí bự lắm. Đây luôn lên đây, ngồi đây con. Ủa sao khui nữa? Cái bác ba vẫn còn hồi nghi và vẫn còn suy nghĩ về cái vấn đề cái trái bí quả bí này. À, khi mà coi như là những người nông dân của Mỹ họ sản xuất cái bí trái bí này ra mục đích cái ngày lễ này á tức là để quảng bá cái quả bí có thấy không đến người tiêu dùng nhưng mà cái bởi vì đem nó vào trong một cái ngày lễ là một cái điều rất là đặc trưng. À, một đặc trưng bởi vì đây là một cái quả bí đặc trưng và coi như là sản phẩm nông nghiệp của người Mỹ phải đúng bây giờ em có nghe đúng rồi. Nhưng mà bác ba nghĩ nếu mà quả bí này quảng bá để đem đến cái thực phẩm này đến cho người dân nhưng mà từ hồi bác ba vô đây con đâu có mua quả bí này về ăn hành não đâu không thấy là mua để người ta có cái bộ đồ đồ nghề để người ta khoét lên ta khoét mắt rồi người ta múc cái ruột ra người ta để là cày bên trong buổi tối để làm như hù vậy đó để làm ngày lễ đó hả để làm để tăng trí ngày lễ đa số người Mỹ người nhà gia đình nào hầu như là gia đình nào người ta thường người Mỹ gốc người ta đều trang trí hết. Bác ba tới gần ngày đó ba chạy nhà nào đa số nhà mà người Mỹ người ta trang trí Halloween không ạ? Ở bên ngoài á. Nếu mà tiêu thụ như vậy bác ba nghĩ cũng không thể nào mà hết cái lượng bí này được. Dạ đúng rồi nhưng mà lợi nhuận bác ba có một trái gì bác 5 đồng.
chứ về bán 27 đâu chứ. Ừ. 20 mấy đồng thì người ta bán, người ta cũng sẽ gỡ được, lấy lại được vốn. Không, nhưng mà con biết không, những cái chỗ mà chế biến thực phẩm á, nó sẽ mua những cái này để về nó chế biến ra thì ra bán trong siêu thị á. Đúng rồi đó. Cái này đây là bán thị, có bán ở trong những cửa hàng ăn uống này, thì đúng cái này như là một cái đặc sản của mình. Đúng rồi, đúng rồi. À, nó phải như vậy, chứ còn nếu mà để mà tiêu thụ hết cái số mà sản phẩm của bí này của Mỹ thì bác Ba nghĩ nó phải có một cái nơi nào đó, hay không? Cái nơi nào đó nó sản xuất, nó cũng đặc trưng hả bác Ba? Nó đặc trưng, rất là đặc trưng. À, mà hình như là con biết sao không? Cái này là một cái bánh này chắc lớn lắm không? Cái bánh này chắc lớn lắm. À. Cắt ra. À, nó cắt ra, tức là con mua một khoanh thì là bao nhiêu nó cắt ra bán được khoanh đây. Một miếng này là bán 5 đồng. Miếng 5 đồng. Anh ơi, vậy là phải mua chai nước suối nữa. Giờ đi mua mấy chai nước suối đi anh. Kịp. Nó ngấy quá luôn anh, ngọt quá. Cái này phải khuyến mãi một chai nước suối nữa. Anh chắc đi mua nước suối được. À. Ăn cái này thì nó rất là hương vị của nó lạ, thấy không? Dạ, bác Ba đi thì mình ăn thử cho biết thôi cái lễ hội của nó. Thứ nhất là cái lễ hội, rồi coi cái món đặc sản ở bên đây của cái mùa lễ hội nó như thế nào. Đúng rồi. Ăn uống tiểu đường thôi bác Ba. Cái sồi đó bác Ba. Cái sồi hả? Dạ. Ồ, lần đầu tiên bác Ba thấy cái sồi. Ở đây nhiều cái sồi lắm, cái vùng Auckland lân cận là nhiều cái sồi lắm. Đúng rồi. Đây, ở đây là cái vùng ngày xưa người ta đặt cái vùng Auckland, có nghĩa là Auckland là cây sồi. Cây sồi. Đúng rồi. Land là vùng đất. Vùng đất của cây sồi. Dạ. Tức là đây hình như là cây sồi nó mọc tự nhiên. Dạ đúng rồi. Con biết không? Nó mọc tự nhiên, nó trở thành một cái rừng của cây sồi. Dạ, nó ở gần nhà con có những cái chỗ mà rừng sồi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, người ta dùng cái cây sồi này để người ta làm cái thùng ủ rượu. Đúng. À, như vậy nó có cái đặc tính của cây sồi, nó có đặc tính cái gỗ của nó đó. Thơm. Cái gỗ nó thơm phải không? Dạ, à, đây người ta sử dụng đó. Người ta nướng lên khi mà người ta ủ rồi tạo ra cái màu cánh gián. Màu cánh gián của rượu whisky với là rượu cognac nhát. Đúng rồi. Nên bác Ba bây giờ mới nghĩ ra. Dạ. Tức là con biết người ta lấy cái gỗ này, người ta đóng một cái thùng như thế này nè. Cái đó. Rồi coi như người ta đổ rượu vào trong đó. Dạ. Nên rượu nó có cái mùi thơm của cái cây sầu này luôn. Hay quá, đúng rồi. Bây giờ mới hiểu ra. Ồ, đây này, cả một cái khu vườn đây này, vườn sầu cái chân này, hay quá. Nhưng mà hình như là cây sầu này cũng là chưa phải là loại lớn đâu con. Đâu, cái này chưa, còn những cái cây lớn. Còn những cái cây, những cái cây cổ thụ, cây lớn nữa. Hay quá. Này, hình như là trên núi đó, vườn sầu hay trân, đúng rồi. Đúng rồi, dùng rừng sầu đây. Rừng sầu mà. Ồ, hay quá hả. Ở Việt Nam thì con không thấy trồng sầu, chứ ở bên con qua bên Cali thì con thấy nhiều. Đấy hả? Cây sầu lắm dạ. À. Đây là khi mà bác Ba đi vô chỗ cái khu vực câu nói là Auckland đây á, thì bác Ba nghĩ là Auckland tức là cái vùng của cây sầu, mình nhìn chung quanh không thấy sầu gì hết trơn. Dạ, bác Ba có đi ra vào vùng quê. À, đi ra mấy cái vùng nông thôn như thế này mình mới thấy. Hay quá. Tức là cái đặc điểm, nó có những cái đặc điểm riêng, dạ. Con thấy không? Đặc điểm riêng của cái vùng đất đó. Dễ thương quá. Vậy đó là hôm nay mình đi đúng là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Đi ngày đàn học sàn khôn đó, biết không? Dạ. Tức là mình biết thêm ra đó, không biết không? Dạ. Mình biết thêm ra những cái điều mà coi như là xưa nay mình chưa từng biết. Mát vô cùng, mát. Đó, buổi sáng nó lạnh. Con thấy không? Dù nắng như thế này nhưng mà cũng vẫn lạnh. Dạ. Lạnh. À, không là cái thời tiết nó mát mẻ, làm ta dễ chịu quá bác Ba. Đúng rồi. Yeah. À, thấy là một trắng này là 30 đồng. À. À. Cái màu trắng này là cái màu trắng. À, white. À. White correct. À. 30 đồng. White pumpkin. Cái này như mắc hơn cái cam. Hả? À? Cam. Cái này nó mắc tiền hơn cái cam. Đúng rồi, mắc hơn cái màu cam. Như vậy có thể là nó có một cái đặc điểm gì đây. Không biết không? Hay là do cái màu của nó khó bác Ba. À, đúng, thường đúng. Là cam, thường là bí thì màu cam, mà màu trắng thì nó hiếm hơn nên là nó mắc hơn. Nhưng mà đôi khi cái chất lượng của nó, có biết không? Chất lượng của nó có thể tốt hơn. Màu trắng là đúng rồi. Dạ. Polar bear. Hay bác Ba ha. Cái này tới 7 đồng một trái con này. 7 đồng một trái. 7 đồng một trái. Trái lớn thì mắc hơn. Ở trong đây nó có khu vui chơi nữa cả nhà ơi. Thì anh Chánh ảnh sẽ dắt ra đi chơi trò chơi. Hai ba con đi chơi cái đu quay mặt trời. Bye anh nha. Anh ngồi bên kia đi, hai người ngồi kế bên. Có sao? Có gì đâu sợ. Thank you.
được bay lên trời luôn ta. Vòng quay nè cả nhà ơi, rất là cao nha. Nhưng mà cái trò chơi này á, thì người ta cho người lớn đi chung với lại trẻ em. Còn mấy trò mà còn lại á, là phải là chỉ có trẻ em thôi chứ không cho người lớn. Ngồi ở trên đó là nhìn thấy được hết toàn ngay cái khu này luôn. Đây là nóng khoái. Đây là hành quân bà của chú đây. Đó. Ơi, con này, hai mẹ con nè. Trời ơi, vui dữ à, vui không? Bánh chơi nhát quá, cái gì không phải là có ba với có mẹ đó. Mẹ nó cũng như con nít vậy đó, chơi với nó, như bạn vậy đó. À, để coi cái lễ hội này người ta làm luôn đêm nữa hả con? Dạ không, tới tối là đóng cửa. Chứ sao bác ba thấy đèn ở đây, thấy người ta có đèn để đó. Trang trí á bác ba. À, để trang trí hả? Chắc chiều xuống. Bác ba để ý người Mỹ rất là thích cái đèn vàng đó nha. À, bác ba vô nhà Mỹ trắng á, nhất là mấy người Mỹ trắng nha, có một cái bóng đèn vàng thôi. Mình cảm giác là nó khó chịu lắm. Đối với họ như vậy là dễ chịu. Họ thích. Mình châu Á này mình thích đèn trắng. Như vậy là cái ngày lễ này là được mấy ngày ta? Như vậy cuối tháng lận. Cuối tháng Halloween là cái ngày chính thức của nó là như ngày 30 hay 31 tháng 10 á. À. Đúng rồi, chứ bác ba tưởng đâu làm cái vài ba ngày thì như vậy là cái uổng phí cái công quá ha. Không làm bởi vì thấy cũng quy mô. Ta đi cũng rất là đông. À. Người ta xài tiền vô những cái trò chơi, ở đây thì không bán vé nhưng mà ta sẽ tài xài tiền vô trò chơi nè. Đúng rồi, tiền vô đồ ăn nè. Người ra quý, người được chơi trò chơi cho con. Một lần chơi vậy cũng 10 đồng. Lần chơi 10 đồng. À. Vậy là thì cũng thú vị lắm con thấy không? Nhưng có những cái lễ hội này như thế này á để mà con người họ có được cái niềm vui đây để chụp hình đó đi mà không có tốn tiền vé nữa. À, đi con, đi 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 anh có phải là tốn tiền thôi không kẹo. Bác ba ơi, cái chỗ này anh tránh em như là cái chỗ khu vui chơi cho con nít nó chạy vòng chổng thôi. Đúng rồi, nó vô ra vô nó làm giống như là những cái hang động rồi gì đó phải không? Chạy lên chạy xuống. Đây để nó quay như này. Dạ. Đó, cho mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng nè bác ba. À đúng rồi. Con ngồi đi. Như vậy là cái này tức là cái này hình như phải mua vé đó đó con. À phải mua vé mới được vô bác ba. À mua vé. Là Thảo mới vô trong Starbucks khi mà đi vô tham quan rồi giờ đi ghé Starbucks mua cho bác ba uống thử cà phê muối. Cà phê muối. Thấy bác ba. À cà phê muối đây hả con? Dạ. Cà phê muối Starbucks đây hả? Dạ. Ồ. Chân là phê muối Việt Nam mình á. Phải không? Dạ. Nhưng mà mình ở đây mình lấy cái công thức xong mình đưa cho họ, họ pha theo ý mình. Dạ. À. Họ pha theo ý của mình kêu họ là thêm gì là họ sẽ làm xong họ pha theo ý của mình. Là mình có ưng cái vị rồi gì đó dạ, là. Dạ đúng rồi. Ồ hay quá hả? Bây giờ bác ba uống thử đi bác ba cho mọi người cảm nhận ngon lắm. Dạ. Uống nghiệt luôn á bác ba. À rồi ok con ok. Vậy hả? Con nào con nhà. Để bác ba nghiên cứu cái đã nè. Trời đất ơi, cái này mới lạ đây. Là con cũng một ly hết trơn. Cái Starbucks thì bác ba có uống ở ví dụ như là ở Việt Nam rồi đó. Qua Đài Loan bác ba cũng có uống rồi. À, nhưng mà không biết cái hương vị của nó như thế nào đây thì sao với lại. Con bỏ cho. À rồi con. Dạ. Ok. À thử ra nè. Dạ. Mặn luôn ba, vị của nó ngọt ngọt, mặn mặn. Ừ. Nó ngọt ngọt, nó mặn mặn. Và coi như là cái mùi cà phê này là cũng là một trong những cái đúng là cái hương vị cà phê của Starbucks mà nó bán khắp nơi trên thế giới là đúng cái hương vị này đây. Nó nhưng hạt Arabica. Đúng rồi. Ở Việt Nam mình uống hạt Robusta. Đúng Robusta, cái này là Arabica đây. Rồi con biết sao không? Cái nghe mặn 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 đó là cái khác đó, là nó gọi là cà phê muối đó con. Dạ đúng rồi. Đánh whipped cream. Người Việt của mình á bây giờ hay order cái cà phê muối này uống lắm bác ba, nó không có ngán. Uống mà vị nó mặn mặn ngọt ngọt. Từ ta mới thấm tháp được cái hương vị.
chở bác ba đi tham quan rồi chở vòng vòng cho đi uống cà phê rồi giờ về ăn cơm trưa nha bác ba. Về ăn cơm trưa xong rồi mình chuẩn bị chiều cái mình ăn cơm chiều cái nó mình ra sân bay. Dạ chuẩn bị tư thế lên đường. Ồ hay quá con. Ngon con ơi. Dạ ngon bác ba. Ngon ngon. À ok đây. Chờ đất ơi hay quá. cà phê muối Starbucks. Cả nhà ơi vừa về tới nhà thì Thảo vô làm một mâm cơm đơn giản cho bác ba ăn. Hôm nay Thảo sẽ cho bác ba ăn thử con nhộng nha. Rồi cá thì Thảo sẽ chiên, chấm nước mắm, canh cua rau đay với lại mực xào hôm qua. Rồi bây giờ là mình sẽ kêu bác ba ra ăn cơm nha cả nhà. Đi về là thường là bên đây mình mà đi chơi một hồi nữa về là sẽ rất là đói. Nên là bác ba cũng đói rồi. Nên là trước khi đi là họ đã bắt nồi cơm trước rồi đó. Về làm tức tắc xong rồi bây giờ là mình dọn cơm ra ăn thôi. Món ăn mà Thảo làm nè, nhộng nè, cá chiên nè, chấm nước mắm, canh rau đây, đơn giản thôi. Đây là cái bác ba ăn bữa ăn cuối cùng ở nhà con. Bác ba thấy cái món ăn đây là rất là lạ, con biết sao? Sao trước đây tức là cái thời mà trước năm 1975 bác, là coi như là cái món nhộng này không? Món nhộng với lại cái canh này á, nó gọi là cái canh hến ấy, phải không? Dạ không, cái đó kiểu như là cua canh cua rau đây á, chứ con không có đem hến qua. Cái nhộng này á là một cái món ăn mà coi như là ba trước đây rất là thích. Dạ. Mà hôm nay coi như là thấy cái nhộng này lại tự nhiên là coi như là cái ủa lâu bác ba không ăn luôn bác ba? Chưa từng luôn, coi như là hồi sau năm 1975 bây giờ là coi như bác ba không thấy thế này. Dạ. Nhưng mà bữa nay lại qua Mỹ lại thấy cái món này có chuyện rất là ngộ con biết. Dạ. Quá dễ quê hương mình rồi, mình cái món này cái món Việt Nam. Dạ. Mà sao qua đây ủa con mua nhộng ở bên này luôn hả? Dạ đúng rồi, nhộng bên này á mình mua thì nó sẽ không có tươi nhưng mà nó sẽ có là nó kiểu như người ta cấp đông á, người ta gửi qua. À. Mình mua xong rồi cái mình rã đông rồi mình chế biến thôi. Ngon quá. Dạ. Một bữa ăn là cuối cùng để bác ba từ giả vợ chồng. Dạ. Về lại Việt Nam. Dạ. Thấy không? Thì coi như là một bữa ăn rất tiếc là tránh mà đi ra đi công việc. Dạ, dạ anh đi khai thuế là anh về liền anh ăn cơm với mình. Dạ. Đây là coi như là bác ba cũng là rất là xúc động tới sự tiếp đón của vợ con. Dạ. Dạ. Làm cho bác ba coi như là cái ngày cuối cùng mà còn dẫn bác ba đi tham quan là mấy cái chỗ mà coi như là Halloween rồi gì đó. Dạ. Dạ. Rồi uống cái cà phê Starbucks muối rồi gì đó. Dạ, cà phê muối. Cái đó trải nghiệm đó, trải nghiệm lần đầu tiên trải nghiệm. Đúng rồi, bữa qua anh cảm thấy coi như là rất là hạnh phúc. Dạ. À, rất cảm ơn vợ chồng con. Dạ. Dù sao đi nữa, bác là bác, nhưng mà cái tinh thần của tụi con như vậy là bác ba đã ghi nhận. Dạ, dạ. Ghi nhận với cái hai đứa rất là dễ thương trong cái gia đình của Minh Tập. Dạ. Nên là sau cùng là bác cũng xin cảm ơn tất cả các khán giả, các fan hâm mộ theo dõi cái hành trình của bác ba. Dạ. Nhưng mà trong cái video của con thì bác ba ít xuất hiện. Dạ. Đây là coi như cũng điện ra bác ba cũng gửi lời cảm ơn tất cả các fan hâm mộ. Dạ. Theo dõi cái cuộc hành trình của bác ba. Dạ. Dạ. Dạ, bye bye ông bà cô chú anh chị.